Mến chào anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, em Phúc đang có mặt tại phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất lớn có sổ hồng riêng. Lô đất của chúng ta có chiều ngang là 33m, chiều sâu là 54m, tổng diện tích là 1.678m2. Hiện tại là đất nông nghiệp và được chủ chào bán với giá là 16 triệu 1m2. Giá này chúng ta còn thương lượng trực tiếp với chủ. Lô đất là đất nông nghiệp sạch sẽ, không bị quy hoạch gì. Phía trước chúng ta có một con đường dự phóng chạy ngang. Tương lai lô đất chúng ta sẽ lòi ra mặt tiền đường 12m, khả năng sinh lời rất là cao. Lô đất thuộc nhóm dân cư hiện hữu. Quý anh chị có thể mua lô đất này về, sau đó lên thổ cư và sau đó chúng ta sẽ phân lô tách thửa, bán rất là ok. Phía sau lưng lô đất chúng ta là trung tâm đăng kiểm xe ô tô. Và từ vị trí lô đất chúng ta cách quốc lộ 1A khoảng 120m. Hiện tại thì giá đất thổ cư ở An Phú Đông dao động tầm khoảng 40 cho đến 80 triệu 1m2. Nhưng lô đất của chúng ta có giá 16 triệu 1m2. Chúng ta có thể mua lô đất này về, sau đó bỏ tiền lên thổ cư khoảng 4 triệu 1m2. Lúc đó giá 1 mét đất thổ cư của chúng ta tầm khoảng 20 triệu 1m2. Một mức giá khá là mềm, rất là rẻ so với những lô kế bên. Hiện tại thì lô đất chúng ta nằm trong nhóm dân cư hiện hữu, quý anh chị có thể mua về phân lô tách thửa, bán sinh lời rất là cao. Nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp vị trí lô đất và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có diện tích chiều ngang là 33m, chiều sâu là 54m, tổng diện tích là 1.678m2. Và được chủ chào bán với giá là 16 triệu 1m2. Giá này chúng ta còn thương lượng trực tiếp với chủ nha. Hiện tại thì đất là đất nông nghiệp, do chủ cũng có nói là diện tích đất quá lớn, không đủ tiền lên thổ cư. Nếu quý anh chị có đủ tài chính, chúng ta có thể mua lô đất này về lên thổ cư và sau đó chúng ta sẽ phân lô tách thửa, bán lại kiếm lời rất là nhiều. Hiện tại thì đường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 2m, nhưng tương lai sẽ có một con đường dự phóng đi ngang qua trước mặt lô đất của chúng ta thì lô đất sẽ tăng giá trị lên rất là nhiều lần. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ vị trí lô đất của chúng ta là ngay chỗ mấy bụi chuối và bụi cỏ này ra tới quốc lộ 1A để quý anh chị hiểu thêm về cái con đường và lô đất của chúng ta. Đây, vị trí lô đất của chúng ta chạy khoảng hơn 120m là chúng ta sẽ tới đường quốc lộ 1A. Hiện tại thì bên Phúc cũng còn rất là nhiều nhà và đất do chưa có thời gian quay để cho quý anh chị xem. Nếu quý anh chị muốn mua nhà thì cứ điện thoại cho Phúc và nói ra cái yêu cầu mà mình mong muốn, Phúc sẽ tìm đúng sản phẩm để gửi cho quý anh chị. Hoặc là quý anh chị muốn ký gửi bán nhà hoặc đất của mình cũng cứ điện cho Phúc, Phúc sẽ tới ghi hình và gửi những anh em làm bên bất động sản để cho quý anh chị nhanh bán ra sản phẩm của mình. Hiện tại thì đường dẫn vào lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m, đường hiện tại là đường bê tông. Phúc xin nhắc lại, lô đất của chúng ta có diện tích chiều ngang là 33m và chiều sâu là 54m, tổng diện tích là 1.678m2 và được chủ gửi bán với giá là 16 triệu 1m2. Và chúng ta cũng đã tới quốc lộ 1A khúc bên An Phú Đông. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.